amazing. Ok, và hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình và mình là Đô đây. Ok, anh em có thấy cái gì mới không nào? Ui, chắc chắn là anh em biết rồi đúng không? Blockfair rui anh em ơi. Ok, thì như mình đã thông báo ở trên kênh YouTube của mình đâu đó vào tầm là 2-3 ngày trước thì mình có bảo với anh em rằng là mình sẽ chính thức tham gia cái cộng đồng Blockfair rui anh em, mà gọi đại khái là chính thức tham gia vào cày cuốc đây anh em, mà tham gia vào gọi là làm clip về tựa game này luôn anh em. Vì quá là nhiều anh em gọi là bảo mình làm về tựa game này, và chưa kể là tựa game này nó khá là hot. Mình thì mình lại chưa chơi tựa game này nhiều nên đâm ra mình cũng không biết là nó hot cái gì, nên mình quyết định là mình sẽ cày thử anh em ạ. Đấy, và ok, sau khoảng là đâu đó tự tầm là 2-3 ngày anh em ạ. Đấy, tầm 2-3 ngày thì mình đã đạt được level 734. Wow, amazing chưa nào? Ok, và trong vòng 2-3 ngày mà đạt được level 734 thì mình không biết là theo anh em nghĩ là nó có nhanh hay không, nhưng mà theo mình thấy thì như thế này là nhanh vãi cả đái anh em ạ. Đấy, ok, và với sự giúp đỡ của những anh em ở trong Discord thì hiện tại mình đã lên level một cách rất là nhanh chóng, và hiện tại mình đã qua được cái New World luôn rồi anh em ơi. Ui dồi ôi, nó thơm cơm ngon cơm ngọt nước không. Và mình cũng tiện thể mình cũng chia sẻ luôn cái bí quyết farm của mình, và không biết là nó có nhanh, mình không biết là nó có nhanh nhất hay không, vì thật sự là mình nói thật luôn là mình không có, mình chỉ mới chơi game này có 3 ngày thôi đúng không anh em, thì mình không thể nào mà gọi là có những cách farm mà nó quá là bờ rồ như những người khác được. Đấy, nên đâm ra đây mình chỉ là chỉ những cái cách farm của mình cho những anh em nào mà gọi là muốn tìm hiểu thôi. Thì đơn giản thôi là mình farm bot anh em ạ, mình rất là chăm farm bot luôn, thề với anh em, mình chăm vãi cả đái anh em ạ. Mình cứ đi hết server này qua server khác mình farm bot, farm từ con A đến con B, farm hết nguyên cả bãi luôn. Ừ, farm từ E nêu tới cả cái con gì mà ở dưới đây, nói chung là nó quay mình quay mất cái tên rồi, mà nói chung mình farm đã trên trời hết anh em ạ. Farm hết đã trên trời xong farm qua gọi là cái con robot luôn mình cũng quay mất tên rồi anh em ơi. Ok, thật sự là mình thề với anh em là đấy là cách farm của mình, toàn là farm bot thôi, autobot autobot. Và khi mà mình qua bên New World này thì mình nghĩ là mình sẽ toàn là xăm quái thôi anh em ạ, vì thật sự là bên New World này nó không có boss anh em ơi, cày chua vãi cả đái anh em ạ. Ok, và đấy là về cách farm của mình. Thì tiếp theo thì mình muốn nói với anh em là thật sự thì mình vừa mới tham gia cái cộng đồng Blockfair rui này, mình vừa mới cày cuốc cái tựa game này thôi, thì mình đã có lập một cái crew. Đây, crew Big Banana. Úi giời ơi, đây là anh em biết hiểu ý của mình đúng không nào. Đấy, chuối to đấy các ông ạ. Ui, mình định đặt là Super Golden Big Banana, là cái gọi là chuối siêu to, gọi là chất liệu màu vàng luôn anh em. Đấy, nghe nó ngầu quá ngầu không, nhưng mà nó dài quá anh em, nghe nó không hay. Nên tóm lại là mình chốt lại là Big Banana thôi cho chắc anh em. Đấy, Big Banana, và hiện tại career của mình đang có là 29 triệu bounty. Wow, một con số không hề gọi là nhỏ đâu anh em ơi. Và những anh em nào mà muốn tham gia vào career của mình thì hiện tại career mình còn 4 slot, và những anh em nào muốn tham gia thì yêu cầu là anh em bounty cao cao một chút anh em ạ. Bounty cao cao chút cho nó gọi là người ta đi đâu người ta nhìn vào cái career của mình người ta lại sợ. Ui, bounty thằng này tính mấy chục triệu bounty, ui sợ vãi đái anh em ạ. Đấy, mục đích phải thế đi hù dọa người ta thôi anh em, mà chơi đánh thì không là ai đâu. Ui, trời ơi, ngay sao nó bằng dữ vậy. Ok, và đấy là về phần crew. Thì những anh em nào muốn tham gia thì có thể là vào trong Discord của mình và có thể là liên hệ với mình. Đấy, nếu như anh em có bounty cao thì anh em có thể liên hệ với mình, và mình nếu thấy được thì mình sẽ cho anh em vào. Đấy, như mình đã nói thì mình vừa mới tham gia cái cộng đồng này, nên đâm ra là mình cũng muốn làm một cái gì đấy cho anh em gọi là hào hứng đấy anh em ạ, kiểu kiểu vậy. Thì mình cũng muốn tham gia làm cái gì đấy cho anh em hào hứng, để anh em chơi cho nó vui vẻ với nhau đấy, kiểu kiểu vậy. Đấy, thì mình quyết định là mình sẽ trong vòng vài ngày tới thôi, tầm trễ lắm thì tầm vài tuần, thì mình sẽ quyết định là tổ chức một cái gọi là giải đấu Blockfair rui lần một luôn. Úi trời ơi, trước giờ là anh em thấy mình tổ chức giải đấu vô vô block này, hai exit này, rồi counter, rồi các thứ, nói chung rất là nhiều đúng không nào. Nhưng mà bây giờ mình quyết định tạm ngưng mấy cái đấy lại anh em ạ. Mình chuyển qua bên Blockfair rui, mình cày cho nó máu anh em ơi. Ừ, làm luôn hẳn một cái giải cho nó ngầu luôn đúng không nào. Ok, và sắp tới thì mình sẽ làm một cái giải Blockfair rui lần một anh em nha. Và những anh em nào muốn tham gia thì nhớ vào Discord của mình để gọi là theo dõi anh em ấy. Đấy, thì thật sự thì mong là anh em tham gia và chúng ta sẽ có được những trận đánh gọi là gây cấn hấp dẫn. Thì theo như mình nhớ, thì theo như mình biết thì ở trong cái Blockfair rui này nó có những cái kiểu đánh PvP của nó rất là hay anh em ạ. Đấy, có rất là nhiều chiến thuật PvP cũng như là nhảy nhót lung tung đủ kiểu hết lên, và đánh rất là hấp dẫn, nên mình thấy ok, giải đấu lần này sẽ khá là hấp dẫn đây. Và ok,
Hiện tại thì mình đang dùng trái magma để farm vào hồi trước ở over anh em ạ, thì mình dùng trái gọi là trái pika. Cho những anh em nào mà gọi là mới farm như mình thì mình khuyên là anh em nên dùng pika để farm, vì thực sự pika farm ngon vãi đái anh em ạ. Đấy, ok, và bí quyết farm của mình như thế này. Chắc chắn rồi, mình đã nói như ở ban đầu là mình sẽ farm boss, nhưng mà kiểu đéo gì anh em farm boss, anh em cũng đánh đéo lại nó chắc kèo luôn. Vậy thì farm boss kiểu gì ấy? Mình sẽ dùng cách là đứng từ xa và chưởng anh em. Mình sẽ dùng chiêu đây, mình sẽ đi góc người thứ nhất và mình dùng chiêu của Pika, mình bắn đến, và khi con boss nó đến gần mình thì mình sẽ dùng chiêu bay, bay thật là nhanh đến qua cái góc ở bên kia và mình bắn lại. Ấy, mình cứ bay qua bay lại mình bắn như thế anh em ạ. Đấy, và đây là cách farm của mình. Và những anh em nào mà anh em thấy ok thì anh em có thể bắt chước theo mình và có thể farm theo như thế. Còn thật sự thì mình không có chắc là cái cách farm của mình nó là hoàn hảo nhất, nó không phải là nhanh nhất, vì thật sự là có rất là nhiều người họ chỉ cho những cái cách farm rất là nhanh khác rồi, thì mình chỉ là một trong những số ít người như thế thôi, và mình cũng không dám chắc là cách của mình nó nhanh đâu. Đây ok, nhớ anh em nào mà gọi là có thể tham khảo được cái tham khảo. Ok, và clip ngày hôm nay mình cũng không phải showcase hay là gọi là review cái gì cả, mà chỉ chủ yếu là mình muốn thông báo cho anh em là mình đã tham gia cộng đồng Blackfruit rồi, và các ông hãy chờ thấy vài ngày nữa thôi tôi sẽ full level và tôi sẽ vượt mặt các ông. Cái này ngầu không, cái này nó cool ngầu vãi đái anh em ạ. Ok, và nếu anh thích video này nhớ cho mình một like và một subscribe, và thật sự thì rất là mong anh em tham gia Discord và để tham gia những cái giải đấu sắp tới của mình, và cũng như là mong những anh em nào mà có bounty thật là cao, thật là xịn sò, thật là mạnh mẽ để có thể là tham gia crew của mình. Đây, crew Big Banana dành cho những người chuối siêu to khổng lồ. Ừ, ok, và nếu anh em có những cái đóng góp ý kiến gì thì cũng comment bên dưới, và nếu như mình có sai ở chỗ nào thì anh em cũng comment bên dưới, vì thật sự mình là một người mới anh em ạ. Mình là một người mới chơi Blackfruit thôi, nên những anh em thì chắc chắn sẽ có là sai rồi, nên những anh em nhớ comment bên dưới để đóng góp giúp mình nha. Và ok, nếu anh em thích video nhớ cho mình một like, một subscribe, và ok, bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.